chào cả nhà. Hiện tại giờ cậu Thành với là gia đình đến cả nhà ơi. Cậu Thành ơi. Thành đang nghiên cứu gì nè? Ai viết cho Khang? Rồi. Cậu Thành ở trên mạng nó đồn cậu. Cậu ở trên mạng nó đồn cậu, nó nói cậu bị cô Covid không? Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ hồi tránh xa. Thiệt mà, bị thiệt mà. Thiệt đây. Gia đình. Thiệt á, đi đứng xa đi. Rồi giờ còn sát cho miếng Covid đi cậu. Thì cậu đến đây nha mọi người. Thì hiện tại giờ thấy có chị Ngọc nè, chị Nga nè. Em chào chị Nga. Lâu lắm rồi em không có gặp chị. Trời, em đi bữa tối không à. Dạ. Hên quá, hôm nay thứ bảy rồi chị đến hên quá dễ đây. Chị Nga chuẩn bị đồ cho cậu nè. Con bé gì rồi? Hôm nay chị Nga có đem đẹp cày với lại nhang nha mọi người. Rồi bông nữa. Rất là nhiều. Ở phía trong thì chị Ngọc đang làm cái vấn đề gì đó. À, chăm dâu, chăm dâu. Chị Ngọc mua cái bình này á, mua cái bình này mà hết dầu khó biết lắm nha. Cái này là để lâu lắm anh, cần cả 5-7 ngày mới hết dầu. 5-7 ngày hả? Thì 2-3 ngày mình thấm chừng lận. À, còn cái bình kia thì nó trong á, nó mới dễ thấy. Cái này kiểu như là gớm mắt tràn á. Gớm mắt tràn tràn thiệt luôn đó. Rồi, chị Ngọc với lại chị Kim Nga là đang chăm dầu cho cậu nha mọi người. À, trong là Kim Ngọc phải không? Này này để đâu chị? Kim Ngọc cũng được. Kim Ngọc là đẹp nhất đây luôn. Đây là chị Kim Nga đang đây luôn. Kim Ngọc rồi. Hai cái bình kia là để đâu rồi? Hai đồng hồ xưa giờ mình gọi là bé Ngọc luôn hả? Không có đặt tên gì nha trời. Chết luôn. Chị Ngọc là phải Kim Ngọc không chị Ngọc? Này đi anh nói với ba má em buồn anh ơi. Là chị nói gì? Là chị giấu cái chữ Kim. Chỉ là chị tên Ngọc thôi. Chị nói là không có vô tận bữa nay lòi ra chữ Kim. À, thì mọi người ơi, hôm nay vui quá rồi, cậu vui quá. Hôm nay là lên dọn dẹp rồi là làm mấy cái đèn cày rồi là mấy cái đèn dầu lại cho cậu. Đèn dầu đừng nói đèn cày. Thế cái đèn này đẹp ghê ha, đẹp hơn mấy cái đèn cũ á. Cái đèn này bằng sành nè mọi người. Chị Nga rất là chu đáo nha cả nhà, lao từ cái sàn dưới cái sàn nữa nè. Thấy là sàn ở dưới cậu giờ chị lao hết luôn. Bên kia á quá chủ đấu rồi. Chị Nga bắt đầu để trên bàn thờ nha. Rồi cái này hai cây đèn cày luôn nha. Ở phía đây là cũng là người nhà của cậu Nam nè, đang thay bóng. Mình di chuyển với chị Nga đi. Giờ Hương Trần di chuyển theo cậu chị Nga với lại cậu Thành. Ủa cậu Thành thôi kìa. Khoan. Chị Nga đi. Chị Nga cũng tức bực lo cái chỗ mà chị Nga là rất là thương cậu Nam nha cả nhà. Đây rồi cậu Nam. Cô biết rồi chứ mình ra ngoài ngồi rồi. À, hôm nay cậu Thành rồi ngồi phía sau đang ngồi. Lao chị Lao. Anh lớn tuổi cậu Thành mệt rồi. Chị Lao anh không có nói nữa. À, để hai cây đèn bây giờ Vinh còn bơm nữa nha. Thì thật sự mà nói là rất là quý chị Nga với là chị Ngọc luôn. Rồi cậu Thành thì mời mấy chị nữa. Nói chung là gia đình hôm nay lên thì hoa đem lên rất là nhiều cô chú anh chị ơi. Nóng hả chị? Hơn chừng qua phía này quay chị Nga cho nó chính xác tí xíu mọi người. Rồi chị Nga đang là dọn dẹp á. Cắm ngạn ngạn cái bông kìa chị Ngọc. Ủa sao ngạn?
chạy đó. Cái tay nó bắp bên đó. À, thật sự mà nói rất là nóng, chị Ngọc với chị Nga với lại mấy cô rồi cũng đổ mồ hôi nhất rất là nhiều rồi, nóng ghê mà. À, chị Ngọc đang lau những cái chung của cậu. Tí nữa là nhà Nga sẽ hoàng đi vô trong. Tất là những con qua nha. Nó còn coi trong cái nó héo thế trọng kìa. Nó về cái thế trọng kia đi. Dạ. Dạ. Ông vừa nước cho cô đi qua bên đây nè. À, nói về cắm hoa thì không ai cắm lại chị Nga hết. Thật sự mà nói chị Nga có kinh nghiệm cắm hoa rất là đẹp nha mọi người. Anh ơi, không kêu cậu Thành vô cắm bông kìa. Ủa anh gì bữa nay không thấy lên nha chị. À, thì thực sự mà nói khán giả cũng yêu cầu cậu Thành vô thật cắm bông nhưng mà thôi mọi người ơi. Để cho chị Nga cắm bông được rồi. Hồi xưa có học qua chị có bán sớp bông đúng không? Dạ không, cắm hoa đó. Cái này chị không có bông mà chị cắm hoa đẹp vậy đó. Chị Nga, cái hoa này hoa gì chị Nga? Cháu rồi. Cái này phi yến ăn. À, phi yến mọi người, lạ quá, đẹp quá. Phi yến nè. Đẹp không anh Thân? Đem cái hoa mà đẹp nhất là lên cúng cho cậu đó. Hoa phi yến. Hoa này mới lần đầu tiên thấy à, nó giống như lúa mạch vậy mọi người. Xô đi lấy hàng bán. Xô lấy hàng bán hả? Xô bán hàng hả? Ồ vậy là anh xô bận bán hàng thì lên sau mọi người. Có lên phải không chị Kim Nga? Bữa sau hôm bữa nghe nói là anh làm xây dựng ta. Cũng làm đủ thứ. Vậy hả? Thì em nghĩ thì chắc nay mai là anh xô anh sẽ lên ha. Lên lên. Cứ 2-3 ngày lên 2-3 ngày. Lên lên đi ơi. Có chị Nga là có anh xô và tiết lộ cho. Có chị Nga có anh xô nữa. Nữa. Ơi tôi chân dập cái này. Lát nữa chị Nga hát hả chị Nga? Cái này cũng là hoa biển hả chị? Hoa gì đó? Hoa lan. Hoa lan nha. Hoa này hoa phong lan mọi người. Mới lên đẹp, đẹp quá, hoa đẹp đẹp không hoa hồng nữa nè. Phong lan hả chị? Phong lan đó, phi yến màu trắng. Đồng cái bên sao đó con. Cái bình trong nó héo rồi kìa chị, cái bình nhỏ trong. Bữa nay chắc lát nữa chị ship lại chỗ Vũ Linh vậy hả? Nó bị lộn xộn quá. Lát nữa chị ship lại cái chỗ Vũ Linh. Hồi hát thẳng tặng khán giả nghe chị Nga. Chị không đang có cắm hoa trên cậu lại không chị? Không biết à? Lát sửa lại xíu anh. Là cái chị ship cái mấy cái bông hình chỗ Vũ Linh. Không biết à? Thì lát rồi chị Nga sau khi mà cắm bông xong hết rồi thì chị Nga sẽ làm cái chương trình live show. Hôm bữa buổi chiều đó em thấy chị xuống cái buổi sáng hôm sau thấy trực tiếp live show không? Là mọi người cùng nhau ship ha. Đẹp, ai cũng càng có ý tưởng hay á. Chị làm hết tất cả các bông luôn, quá trời bông nè. Một mình chị làm. Anh Thân phụ chị đi. Bông này là bông đúng cúc. Rồi anh Thân chị, chị Nga cho em phụ miếng nha chị Nga. Năn nỉ luôn không? Tiếng cười nha. Tiếng cười là chị đồng ý đó. Đồng ý không? Rồi bỏ đi anh. Rồi nó giỡn chứ bông hoa là đàn ông đâu biết cắm. Rồi để cho chị Nga làm đi. Cầm bên được. Được, cầm bên ra. Cầm bên. Phụ chị ra. Phụ chị đi. Chị Nga cắm bông là đẹp lắm nha. À, thì thực sự mà nói cái một cái bình bông á là chỉ cắm bao giờ màu trắng với màu vàng. Lát rồi thì cắm thêm cái bông hồng này nữa nè mọi người. Em nghĩ không nghe hợp chắc chị cắm riêng một cái bình khác. Hay là mình cắm chung luôn chị? Khác cắm riêng nữa. À cắm riêng hay gì là dự đoán của em. Ở chung mà bị héo bị giặt. Em nghĩ hoa hồng nó cũng bền nó cũng được ha. Mấy cái hoa đó là toàn ở nhà đem lên không à, đẹp mà. Thì qua bên đây chào cậu một cái đi. Để cho chị Nga cắm đi. Chị Ngọc thì đang rửa mấy cái chung trà cho cậu. Nước, nước. Rồi, chung nước, chung nước rồi. Nước cho hoa chung trà.
Là cậu đâu rồi? Cậu đâu mất tiêu rồi? Cậu kia kìa. Là quay cậu tí xíu đi mọi người. Hiện tại giờ ở trên mạng hỏi là rất là nhiều về cậu Thành. Thì nói là sao lâu quá không gặp cậu Thành thì hôm nay cậu Thành lên nè. Cậu chào mọi người. Cậu chào cậu Thành. Hello, Hân Trần sắp xuống lỗ. Nóng đúng không cậu? Nóng lắm luôn á cậu ơi. Muốn muốn cậu Thanh nhé kìa. Cậu Thanh đừng đấy thôi. Cậu Thanh được chia sẻ rất nhiều kìa. Mệt quá, bệnh xong rồi chia sẻ không được. Dạ. Lại cậu. Hả? Hết bệnh đi đặng tối lại chim rồi không để không thấy lại chim à. Giờ cậu thấy trong người thế nào rồi cậu? Còn mệt. Còn mệt hả? Uống nước cam đồ nhiều vô cậu ơi, thấy cậu cũng ốm yếu rồi mọi người ơi. Rớt mấy ký rồi. Mấy ký luôn. Rớt mấy ký rồi. Thì có về tay dưỡng sức rồi. Nga mấy cái này nó héo trơn rồi nè Nga. Rồi con vô cái này. Rồi chút xíu có chị Nga vô. Mong cho cô sức khỏe thì tốt. Để đồng hành với con cháu. Chồng này cũng đang chuẩn bị nha mọi người.